Ok, chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá nha. Sẽ lên tiếp theo cho mình là sáu con máy kit. Hàng này là hàng của Nhật, có xây từ xây 5.000 tới xây 6.000. Rồi đem vô cụ thể từng máy cho anh em xem nha. Đây, con này là Daiwa Kit Farm 3.500, ngoại hình xuất sắc. Đây, tầm khoảng máy này còn tầm khoảng 80%. Đây, Mazda băng hàng của Nhật. Kit này xây tầm 5.000, xây 5.000, kit 3.500, xây 5.000 chỉnh Shimano. Đây, ngoại hình xuất sắc, hoạt động thì không cần phải phá bàn. Hàng này chuyên cho anh em đánh lua cá lóc, nhé, thật câu cha đánh lục. Hàng này đánh lục cũng rất là ok, hỗ trợ cốt trợ lực. Đây, hàng của Nhật. Đây, hoạt động rất là mượt. Giá công khai con này ra đi là 2,5 triệu. Máy xuất sắc, có giá xuất sắc của máy nha anh em thông cảm. Tiếp theo là con Daiwa, máy số 2 là con Daiwa Kit Katina 3.500. Đây, ngoại hình con này thì tầm khoảng 95, cho lòng 90%. Đây, xuất sắc. Đây này, nhất là những con lăn này em đã kiểm tra rồi nha, rất là bóng nha. Đây, sức đây tí, hàng của Nhật nha anh em. Katina, đây cái này là chữ không phải là sức. Đây, tay quay ok. Xe thật của máy này là xe 5.000, cước 5 giờ được 150 m, cước 4 giờ được 200 m, hoạt động ok, rất là mượt nha anh em, không lỗi, hoạt động được ok, không rung lắc nha. Đây, cước ok. Giá công khai con này cho anh em là 2,8 triệu nha anh em, 2,8 triệu Cardina. Ngoại hình xuất sắc, bán thêm máy xuất sắc 3.500. Máy số 2, mai tiếp là máy số 3. Đây, con máy này, máy số 3, cũng là Daiwa Kit Cardina 4.000. Con này thì ngoại hình ok, tầm khoảng 90-92%. Đây, cái nồi nó thì có chỗ này nó có nhâm nhẹ đây miếng. Máy size nói vậy đây, rất là ok. Hoạt động thì em bao mượt nha anh em. Xe này, xe chuẩn của nó là 6.000, chuẩn cho anh em đi lua nhái thật, câu hồng, câu nhồng, lua hồng, lua nhồng, lua lóc, hoạt động rất là mượt nha, mượt, rất là mượt, cực kỳ mượt luôn, không chạy ABS. Đây, con lăn ok, con lăn ok, vẫn lăn ở bên sống. Đây, cứ ok. Giá con này em bán là 3 triệu nha anh em, 3 triệu. Hoạt động không còn gì phải bàn.
Rồi, tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 của mình lên là Daiwa Kid Palm 4000. Xe thật là 6000. Bằng với con Kajina 4000. Hàng này là hàng của Nhật Bản nha anh em. Hàng của Nhật. Đây, Japan. Ở bên sống. Nó cứ ok. Còn lần ok, nó chỉ xước cái này thì coi. Chốc sơn anh em, chắc cái này do vận chuyển. Đây con lăn ok, vẫn lăn. Ngoại hình xuất sắc. Xuất sắc ít thôi. Ngoại hình con này cũng cần 92%. Hoạt động không còn gì phải bàn. Đây qua nắm được độ. Hoạt động không gì phải bàn. Giá em bán con này là 3 triệu luôn nha anh em, 3 triệu luôn. Đây là kích phèn 4.000, xây 6.000, giá 3 triệu cho anh em. Cái này chuyên đánh nhái, nhái thật, lua lóc, lua hồng, lua chẽm. Lua chẽm không? Lua chẽm con này rất là ok, rất là chẽm. Đánh cha, đánh lục đều được, xây 6.000, ngoại hình ok. Em là tiếp theo cho anh em là con Daiwa máy số 5. Con này rất là mới. Daiwa Kid Katina 3500. Ngoại hình là 98%. Không dám nhận 99 đâu, 98%. Còn miếng chim luôn, máy giống như là máy chưa qua sử dụng. Rất là mới. Hoạt động thì khỏi bàn. Đây đó. Hoạt động không gì phải bàn. Lấy cứ ok. Không có vết xước nhỏ luôn. Giá cái này em bán đem bán em bán là 3 triệu rưỡi nha anh em, 3 triệu rưỡi. Full hộp sách. Đây, thông số của Daiwa Kid bằng 500. Khối lượng nặng là 355 g, gồm tua là 4.9.1. Đây thông số cước 6 được 220 m, xe 5.000 gửi. Đâu rồi? Đây. Rồi ok. Nhắc bổng lên là 8 kg. Con cá 8 kg anh dễ bổng lên được. Ok. Nếu anh dìu cá thì cá tầm mười mấy ký vẫn dìu được. Còn hợp cho anh em, ngoại hình tầm 98%. Máy số 6 game lên là một con cao cấp của dòng kit. Đây là kit custom. Ngoại hình cũng tầm 97-96%. Không còn gì phải bàn. Đây. Xước thì không thấy vết xước nhỏ luôn. Rất là khó thấy. Nấm thì nấm. Ok, tay quay nấm. Có mặt đạn trong tay quay. Mặt rộng để em mượt. Giá con này em bán là 4 triệu nha anh em. Đây, đi. Cứ ok. Lấy gạt ok. Ngoại hình là 97% nha anh em. Đây. Con này đem về câu rồi khỏi các bạn đây. Thấy em luôn, thấy điện thoại luôn. Rất là bóng. Anh em, về soi gương nặng mụn được.
hoạt động ok em mừng. Giá ra đi là 4 triệu. Máy số 7. Anh em chốt máy nào có thể liên hệ với em để trên số điện thoại, để trên trên clip hoặc ở phần miêu tả, em có thể link Facebook, link Zalo, link fanpage. Anh em có thể do đó inbox liên hệ với em sẽ tư vấn nhiệt tình. Em ở miền Tây Vĩnh Long nha anh em. Anh em ở Vĩnh Long bữa nào Zalo, alo em tiếng. Rồi.